Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, liên tục chương trình chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bài Luận Việc Tu Hành. Xuất xứ: khoảng đầu mùa thu năm Kỷ Mão 1939, Đức Giáo Chủ sáng tác 4 bài thi Bát Cú Đường Luật. Ngài không ghi ngày giờ và tựa bài, chỉ biết Ngài viết sau bài Thiên Lý Ca và trước bài Tam Hùng Trổ Mặt. Sau này ban sưu tập căn cứ vào ý nghĩa của bài mà tạm đặt cho cái tựa đề là Luận Việc Tu Hành. Về văn thể, đây là một bài vận văn thể Bát Cú Đường Luật, loại văn nghị luận và thuyết giáo, khởi đầu bằng câu tu hành dương thế cậy đồng tiền và chấm dứt bởi câu muôn kiếp danh hiền sách dẫn biên. Nội dung: hiện tình trong thế gian, người thiệt tu thì ít, kẻ giả đạo lại nhiều. Xưa nay vốn có số người tu hành vì ham tiền bạc, danh vị mà làm cho nền đạo phải đảo điên xáo trộn. Đức Giáo Chủ cho biết thuyền từ bi và bát nhã chỉ đưa rước người chân tu, chớ chẳng bao giờ chở kẻ giả tu được. Vì kẻ giả tu đã nhận sai chân lý và luôn gây tạo nghiệp ác. Thấy thế khiến cho các bậc chân tu thêm buồn chán, nhưng vì lòng từ bi quá thương xót nhân sanh nên các ngài cũng cảm kính mà tìm phương cứu độ. Chủ đích: Đức Giáo Chủ cảnh tỉnh những người tu giả dối ấy và khuyên tất cả nên thật tâm noi gương Đức Thích Ca và chư Phật Thánh lo tu hành chân chánh đúng chân lý của đạo Phật, để sau này được trở về với ngôi vị Phật tiên. Giờ đây kính mời quý vị nghe phần chánh văn. Tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo vì tiền phải ngửa nghiêng. Bát nhà chẳng đưa tội ác, thuyền từ nào rước lại Tây Thiên. Trần gian đầy dây người làm dối, đạo cả nào trong đến cảnh đói thay người đời lòng bắt chán, dương trần lầm lạc đang ưu phiền. Chú thích: thuyền từ là thuyền từ bi của chư Phật, bởi lòng từ bi của Phật có diệu năng đưa chúng sanh sang bờ giác, cũng như thuyền Bát Nhã. Đức Thầy từng nói: thuyền từ bi thẳng cánh lướt sang, qua Đông Độ vớt người hữu đức. Đạo cả là đạo rộng lớn, cũng gọi là đạo Phật hay chánh đạo. Cửa thiền là cửa đạo, ý nói người tu đã đạt được đạo hoặc đắc đạo. Trong quyển Khuyến Thiện, Đức Thầy có nói: ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Kính mời quý vị nghe phần lược giải. 8 câu giảng trên được phân làm 4 đoạn, qua 2 câu mở đề 1 và 2. Đức Giáo Chủ cho biết trong hiện tình có số người tu chỉ nặng vì tiền bạc hơn là lo tu thân hành đạo, khiến cho nền đạo Phật bị lu mờ, xuống dốc, tín đồ giảm lòng tin, người đời biếm nhẹ.
tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo vì tiền phải ngửa nghiêng. Đến hai câu tràng 3 và 4, chư Phật lúc nào cũng đầy lòng từ bi bác ái, quyết dùng thuyền từ bi và trí huệ cứu vớt chúng sanh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Song vì luật công bằng bình đẳng của đạo Phật mà thuyền từ của Bát Nhã chỉ đưa rước những người thật tâm tu niệm, chứ không thể nào rước những người giả tu hay còn gây tội ác cho được. Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, thuyền từ nào rước lại Tây Thiên. Đến cặp luận câu 5 và 6, Ngài bảo hiện tình trong cảnh trần, biết bao người hành đạo giả dối, tu đã sai lạc chân lý thì làm sao đạt được cái lý sắc không của đạo. Trần gian đầy dẫy người làm dối, đạo cả nào trong đến cảnh thiền. Hai câu kết câu 7 và câu 8, bởi nhận biết số người tu sai lạc như vậy nên lòng các bậc cứu đời bắt chán ngán, nhưng vì tâm từ bi các ngài lúc nào cũng thương cảm họ, bởi lòng còn quá mê nên phải lầm lũi mãi trong sáu đường luân hồi sanh tử. Đoái thấy người đời lòng bắt chán, dương trần lầm lạc đáng ưu phiền. Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Muôn đặng về thần giới thanh tiên, kỳ xem cõi thế thấy kia liền. Cứ trần bất nhiễm là người thanh, lần tục đừng mê chứng bậc hiền. Phú quý tạo đời thêm mệt xác, tham danh phế đạo chỉ đâu yên. Sao bằng cửa Phật vui thanh tình, lánh cõi trần mê. Dài nghiệp duyên. Chú thích: thần là bậc khác hơn người thế tục, lượng xét không cùng tột, linh diệu quay mảnh, thông suốt không bị chướng ngại, là bậc mà bá tánh thường tôn trọng kính thờ. Hiền thần có bốn bậc: Phật thần, Tiên thần, Thánh thần, Quỷ thần. Song chữ thần ở đây là chỉ cho bậc Phật thần, tức là bậc tu hành đã siêu thoát sanh tử, chứng được lục thông trở lên. Đức thầy có câu: tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tay thần lóng bốn phan. Phật Tiên là bậc tu hành đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát sanh tử, tiêu diêu tự tại. Vì chữ tiên ở đây đứng chung với chữ Phật nên không thể hiểu như chữ tiên thần. Còn luân hồi trong tam giới, Đức Giáo Chủ từng viết: đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, và Phật Tiên vận chuyển lọc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Cõi thế là cõi đời chúng ta đang sống, cư trần là ở trong cõi trần gian. Bất nhiễm là chẳng còn ô nhiễm mọi vật chất trong cõi trần như tửu, sắc, tài, khí và danh lợi tình, vân vân. Đức thầy từng bảo: rất trần bất nhiễm mới là yên. Người thánh là bậc đã siêu phàm thoát tục, hoàn toàn giác ngộ như Phật thánh, ngang hàng với chư Phật, chứ chẳng phải như thánh thần.
Thơ ông Bán Chiếu tặng Đức Thầy có câu: Đại Thánh là Phật Thích Ca, người còn khinh báng, huống ta phàm trần. Lẫn tục đừng mê, là ở chung với người thế tục mà không mê đắm mùi tục lụy trong trần. Bậc Hiền là bậc đại hiền, ngang hàng với chư Phật, vì đã trong sạch như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Xưa người ta từng xưng tụng Đức Thích Ca là bậc đại hiền. Tham danh là ham muốn danh vị tước quyền. Phế đạo là bỏ đạo không nương theo nữa. Cửa Phật là cửa đạo, nơi đưa người tu đến chỗ giải thoát sanh tử. Lược giải từ câu 9 tới câu 16. Trong 8 câu giảng trên cũng chia làm 4 đoạn. Qua 2 câu mở đề, câu 1 và câu 2, nhận thấy Đức Giáo Chủ cho biết người đời muốn hiểu rõ ai là bậc Phật tiên hay thần thánh, hãy xem kỹ người sống trong cõi đời là hiểu ngay. Muốn đặng về thần với thánh tiên, kỹ xem cõi thế thấy kia liền. Đến cặp trạng câu 3 và câu 4, thấy rằng nếu người sống giữa cõi trần mà không bị cõi trần trói buộc, sai khiến, làm ô nhiễm, đó là bậc thánh. Cũng như người sống giữa cõi tục mà không bị các điều tục lụy làm mê nhiễm, chính người đó là bậc đại hiền. Cư trần bất nhiễm là người thánh, lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Đến cặp luận câu 5 và câu 6, Ngài bảo rằng những cuộc giàu sang vinh hiển hay danh vị bạc tiền, dầu ta cố tình gây tạo cũng chẳng ích chi, lại làm lao thân mệt trí thêm. Bởi nó là vật hữu tình tạm giả, không hưởng thụ lâu dài được. Phú quý tạo đời thêm mệt xác, tham danh phế đạo chí đâu yên. Tới 2 câu kết, câu 7 và câu 8, đại ý Ngài dạy chi bằng ta nương theo cửa Phật, tu hành giải thoát nghiệp trần mê, luân hồi sanh tử, hầu tiến tới niết bàn cực lạc. Chính đó mới là nơi an vui tịch tịnh vĩnh cửu trường tồn. Sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lánh cõi trần mê giải nghiệp duyên. Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Tiếc gì không đức, tiếc chi tiền. Phật thanh xưa kia sách dẫn biên, bác ái xả thân tầm đạo chánh, độ người lao khổ và không phiền. Mình vàng thái tử ngôi còn bò, dốc ngọc đông cung tước phế liền. Xem đó hỡi người, mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Chú thích: Phật thánh là Đức Phật và thánh nhân, nhưng chư Phật thánh ở đây chỉ cho Đức Thích Ca, vì thời đó người ta xưng tụng Ngài là bậc đại thánh. Đại thánh là Phật Thích Ca. Bác ái là lòng thương yêu chúng sanh rộng lớn không ngần mé. Đức Thầy có câu: lòng bác ái động tình rơi nước mắt, hay lòng quảng ái xót thương nhân chủng. Xả thân là liều bỏ xác thân để đánh đổi cái quý hơn,
hoặc dồn hết tâm tư trí não để cứu độ chúng sanh. Trong bài cho ông Tham Tá Ngà, Đức Thầy có nói: xả thân tìm kiếm ma ha, chẳng nài diễn vọng dẹp tà nơi tâm. Mình vàng thái tử là sắc thân của con cháu các nhà quý phái được xem quý như vàng ngọc. Đây là chỉ cho thái tử Sĩ Đạt Ta. Dốc ngọc Đông Cung là con của vua, được phong là Đông Cung Thái Tử để sau này nối ngôi, nhưng Sĩ Đạt Ta vẫn vũ bỏ để ra đi tìm đạo. Đến phần lược giải, trong 8 câu giảng trên gồm có 4 đoạn. Qua 2 câu mở đề, câu 1 và câu 2, Đức Giáo Chủ khuyên các hành giả hãy lo mình không có đủ đức hạnh, chớ đừng lo thiếu tiền tài. Bởi tiền của là thứ tạm giả, tiêu xài thời gian rồi cũng hết. Chỉ có đức hạnh mới đưa mình đến chỗ thành công trên bước đạo. Vấn đề này xưa nay kinh sách đều có chép biên chỉ dạy. Tiếc gì không đức, tiếc chi tiền, Phật thánh xưa kia sách dẫn biên. Đến cặp trạng câu 3 và câu 4, Ngài cho biết Đức Phật xưa vì đầy lòng bác ái nên xả thân tìm ra chánh đạo, cứu rỗi chúng sanh khỏi dòng mê khổ. Dù gian lao vất vả, Ngài cũng chẳng phiền lòng. Bác ái xả thân tầm đạo chánh, độ người lao khổ và không phiền. Tới cặp luận câu 5 và câu 6, Ngài còn dạy thêm: Thái tử Sĩ Đạt Ta khi xưa trên đường xuất gia tầm đạo, Ngài sẵn sàng lìa bỏ cung vua, ngôi báo vợ đẹp con ngoan, để đổi lấy trí huệ siêu màu ban bố khắp trần thế. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc Đông Cung tước phế liền. Phần 2 câu kết, câu 7 và câu 8, Ngài khuyên mọi người hãy noi gương Đức Phật, sớm lập chí tu hành, và trên đường hành đạo nên ráng gìn giữ cho tròn giới hạnh mới mau kết quả. Xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Muôn đặng thành thần với Phật tiên, ráng tu ân đức chớ tu tiền, lợi danh chớp nhoáng như luồng gió. Thấy đó rồi đâu mộng mất liền, sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh, sau này về Phật với ngôi tiền. Lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền sách dần biên. Chú thích: ân đức cũng gọi là đức ân, đạo chánh cũng như chữ chánh đạo hay đạo Phật, giúp thế là giúp đời ban bố các phương tiện cho mọi người được hạnh phúc an vui mà lòng bất dụ lợi. Đức Thầy từng khuyên: lánh thế chẳng bài danh lão sĩ,
ngày nay các chỗ ngỗ cuồng ca. Lược giải, tám câu này cũng phân làm bốn đoạn. Đoạn thứ nhất qua hai câu mở đề 1 và 2, ý Đức Giáo Chủ dạy các giới tu hành: ai muốn sau này chứng được thần thánh hay tiên Phật thì hãy ráng thi ân đức cho vạn loại chúng sanh, chứ chẳng nên lợi dụng tiền bạc để sống. Muốn đặng về thần với Phật tiên, ráng tu ân đức chớ tu tiền. Đến đoạn hai cặp trạng, câu 3 và 4, ý dạy rằng dù ta có tạo ra tài lợi và danh dị tước quyền cũng không hưởng đặng lâu dài, bởi kiếp sống của con người quá ngắn ngủi, mới thấy đó rồi mất đó. Lợi danh chớp nhoáng như luồng gió, thấy đó rồi đâu, bỗng mất liền. Tới hai câu luận 5 và 6, đối với hai câu trên, Đức Giáo Chủ khuyên mọi người sớm giác tỉnh nương theo chánh đạo, đạo Phật, tu hành để sau này chứng đạt ngôi vị Phật tiên, giải thoát sanh tử luân hồi. Sớm thức tỉnh tâm tầm đạo chánh, sau này về Phật với ngôi tiên. Phần hai câu kết 7 và 8, ngày giải hành giả đã quyết chí lập thân hành đạo, phải có lòng vị tha, giúp thế độ đời. Công quả ấy dù trải qua muôn kiếp, sách sử vẫn còn ghi chép. Lập thân giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiền, sách vẫn biên.